Công an huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La vừa phá thành công chuyên án, bắt quả tang đối tượng Phàng A Sử, 48 tuổi, ngụ xã Chiền Xuân, huyện Vân Hồ về hành vi mua bán trái phép chất ma túy tại bản Tân Thành, xã Chiền Xuân, thu giữ gần 5,3 ngàn viên ma túy tổng hợp, một khẩu súng, 14 viên đạn kim loại cùng một số vật chứng liên quan khác. Tại cơ quan công an, Phàng A Sử đã khai nhận mua số ma túy trên ở khu vực giáp biên giới về để bán kiếm lời. Đối tượng Sử luôn mang theo súng bên người, sẵn sàng chống trả khi bị vây bắt. Qua các biện pháp nghiệp vụ, Công an thành phố Huế phát hiện Ngô Văn Chí, 66 tuổi, có biểu hiện mua bán hàng nhập lậu, thuốc lá. Sau thời gian đồng bộ áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an đã tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Chí tại phường Thuận Hòa, thu giữ 2.260 bao thuốc lá nhập lậu, các loại thuốc, nhãn hiệu Z, Hero, SC, v.v. Tiếp tục khám xét khẩn cấp tại lô 70-71 Lầu Chuông dưới thuộc chợ Đông Ba do bà Nguyễn Thị Thanh Loan, 67 tuổi, làm chủ, thu giữ 1.732 bao thuốc lá nhập lậu các loại. Bước đầu, Trí, Loan khai nhận mua số thuốc lá trên từ nhiều người chưa rõ lai lịch tại thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị, đưa vào Huế để tiêu thụ.